Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 7 tháng 6 thì Sơn Đình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác những sản phẩm mới về tại cửa hàng. Thế hôm nay thì nó cũng không có quá nhiều, nhưng lại thì toàn là những sản phẩm rất là độc đáo. Có một chiếc lọc xì, hôm nay thì có chỉnh được to nhỏ rất là tiện dụng của hãng Beharing của Đức. Đây là một chiếc lọc xì rất là chất lượng. Một chiếc Omni mặt phay nhôm màu trắng của hãng Technic 7300 móc đôi. Một chiếc Omni Kenwood 9910V. Một cặp loa Kenwood 1001. Và một cặp loa trợ lời của hãng Victor. Hôm qua bác nào mà đang chốt hụt cái cặp Ramsa của Xuân Đỉnh thì hôm nay các bác alo cho Xuân Đỉnh để chốt cặp Victor này, vì tiếng cũng như cái kết cấu của loa nó quá đẳng cấp rồi. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác trong video buổi trưa ngày hôm nay. Và mọi thông tin các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395727582. Bây giờ thì sẽ quay từng sản phẩm cho các bác. Đặc biệt nhất thì vẫn là cái chiếc lọc xì Beringer. Đấy, nó có một cái logo cái tai. Đấy, cái biểu tượng này là cái biểu tượng logo của cái hãng Beringer này các bác nhé. Lọc này thì nó có hai vế, mỗi bên là 15 cần. Đấy, nó ghi rõ là 15 ban này. Đấy, đèn đóm về đều rất ok. Đấy, có một cái hay trên chiếc lọc này, thứ nhất là nó có volume to nhỏ. Đấy, để các bác khi mà cắm qua một cái cục đẩy không có volume thì các bác sử dụng trên cái lọc nó rất là tiện, hai vế riêng biệt luôn nha. Đấy, và dòng này thì nó nuôi với các bác, đây là hàng sưu tầm rất hiếm khi để các bác tìm thấy một chiếc lọc Beringer của Đức. Đấy, đây là những dòng lọc chất lượng khá là hiếm, đèn đóm là đẹp hết, mặt tiền là không có chảy xước gì cả. Về các bác có thể là bỏ hai cái tai sách hai bên này ra cũng được. Đấy, còn không thì các bác để nguyên. Nếu như để nguyên cả hai cái tai sách này thì nó đúng bằng một chiếc bằng cái cục đẩy thông thường, nó size 48. Còn nếu các bác bỏ hai cái quai sách này ra thì size của nó là size 43, để các bác đặt trên những chiếc Omni của nhà mình. Đây là cái tem ở phía bên trên. Đấy, Beringer này. Đấy, thương hiệu của Đức luôn nhá. Dòng này thì rất ít khi có những chiếc lọc đấy, độc đáo. Ở đây thì Xuân Đình sẽ tặng cho các bác hai cái rắc để các bác về chỉ việc cắm vào rắc AV thông thường thôi. Đây là một đường vào và một đường ra, bên này cũng vậy, đường vào đường ra nó gần nhau luôn. Quan trọng nhất là dòng này có hai đường chuyển điện. Hiện tại thì Xuân Đình đang để điện là 220V cho các bác, còn khi các bác rút cái cầu chì xoay ngược lại thì nó điện 120V. Đấy. À đây cái số series của nó này, 0601 Beringer. Đấy, dòng này có đa cầu điện rất là tiện dụng. Lọc xì thì ghép được tất cả các loại Omni cục đẩy. Và hôm nay thì Xuân Đình ra lời với các bác chiếc lọc này mức giá là 2.700.000 đồng. 15 cần chỉnh cho hai vế riêng biệt, có volume to nhỏ, tần số đấy, rất là tiện dùng, đèn đóm rất là đẹp đấy. Không có cái nào là bị cháy đèn cả. Giá thì chỉ có 2.700.000, nó chỉ rẻ bằng những chiếc lọc Hàn Quốc thôi. Nhưng chiếc lọc này thì nó khác biệt hơn rất là nhiều. Đấy, bác nào mà thích sưu tầm hàng độc chất lượng thì Calo Xuân Đình duy nhất chỉ có một chiếc thôi. Lọc Beringer hoặc các bác gọi là lọc Đức cũng được nhé, lọc xì của Đức, hàng chất lượng duy nhất chỉ có một chiếc. Số 2 là chiếc Omni Technic 7300 mắc đôi. Chiếc Omni này về trong tình trạng là siêu đẹp. 7300 mắc đôi này thì nó cũng có đèn vu giống 7700, nhưng 7300 nó là chạy sò than. Đấy, bác nào mà thích tiếng mềm mại thì dụ sò than. Đấy, có ba lăng lau lớt, bên này là volume to nhỏ, có cần ton, có chỉnh bát tép, toàn bộ chiếc đáp bi. Dưới này các đường vào. Đấy. Size của nó là 41. Máy móc là zin đẹp. À, trong này thì có công suất là 115W. Series của máy là 182. Đây là cầu loa. Chiếc Omni thì có mức giá là 2.700.000 đồng. Ghép tốt các loại loa bass 20 năm. Đèn vu đẹp, hình thức, mặt tiền không có một vết xước nào cả. Đấy, mức giá chỉ có 2.700.000 đồng. Technic 7300 25 mã. Dòng này ghép được rất nhiều các loại loa nhưng tiếng rất là tốt. À, số 3 là chiếc Omni Kenwood 990V. Dòng này thì máy rất là khủng. Thứ nhất là cái kết cấu nội thất bên trong, nó sử dụng là 8 sò 2 vít, 4 tụ lực nguồn và một nguồn rất là lớn, nguồn vuông. Đấy, công suất này là 265W và sử dụng điện là 100V các bác nhé. Máy sử dụng là size 43. Đấy, công suất là 265W, có chỉnh bát check đầy đủ trên máy, có nao nớt
ba lăng volume, đây là các cái đường vào khi các bác di chuyển tín hiệu về âm thanh. Đây là cầu loa AB, A cộng B, trở kháng dòng này từ 4 ohm. Phía trên này là đường rách và đường ra thôi. Kenwood K990V. Dòng này các bác ghép với những dòng loa Kenwood, những dòng 990A hoặc 990D class ấy, thì đánh những chiếc loa Kenwood rất tuyệt vời. Công suất là 265W, sử dụng điện là 100V. Máy móc là cực đẹp. Đây, phía đằng sau. Series của máy là 1455. Điện 100V, công suất 265W, zin và hoạt động tốt. Chiếc âm ly này đang có mức giá chỉ có 4 triệu đồng. Một chiếc âm ly công suất lớn của hãng Kenwood, máy chạy 8 sò sa Ken, 4 tụ lọc nguồn và 1 nguồn. Mặt tiền rất đẹp, giá thì chỉ có 4 triệu đồng thôi. Công suất thì rất là khỏe. Hôm nay ghép hát karaoke rất là tốt các bạn. Hôm nay ghép được rất nhiều các loại loa Nhật Bass 2530. Mức giá chỉ có 4 triệu đồng. Sau này thì có một cặp Boxell Kenwood 1001. Dòng loa này thì đặc biệt nhất là nó trở kháng 8 ohm. Bass 16, 1 tép đôn. Chơi rất hay, phòng 30m², căng cước là còn đẹp. Thùng thiết kế thì nó cắt CNC bò cạnh, rất là chất. Loa có chiều cao là 35, chiều ngang của nó là 21 và chiều sâu của nó là 30. Chơi rất hay, phòng 30m², gân cao su béo, màng giấy rốn lõm, thép đôm. Loa còn rất là chất, vuông thành sắc cạnh. Trở kháng của loa là 8 ohm, công suất của loa là 60W, lỗ tông 10 phía đằng sau. Series của nó là 397. Cặp này trùng series luôn, series bên này cũng là 397. Đấy, bác nào đang thích chơi những cặp Boxell chất lượng thì cứ alo số đỉnh. Cặp này thì đang có mức giá là 2.800.000 đồng. Ghép rất tốt với những dòng âm ly, đặc biệt có thể ghép bên chiếc âm ly Technic 7.700, 7.300 mắc đôi. Đấy, thì đánh những cặp Kenwood này nó rất là vừa và cũng là khuôn tiền. Đấy, cặp loa chỉ có 2.800.000 đồng thôi. Loa đã test là hoạt động tốt rồi, căng cước còn đầy đủ hết. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay cũng như là một cặp loa trợ lời rất là đẳng cấp của hãng Victor. Hôm qua Xuân Đỉnh có lên một cái cặp loa Ramsa thì rất là nhiều các bác chuộng. Thì hôm nay Xuân Đỉnh thêm cho các bác một cặp nữa là cặp Victor. Đây là dòng loa củ kép, củ to bằng mặt luôn, 500 kép 2 tầng, củ bọc chống từ. Cái kết cấu phần mặt thì nó rất giống như dòng loa Bose 101. Hôm qua Xuân Đỉnh cũng có nói rõ là giống như kiểu loa Ramsa nó cũng vậy. Thì đây là mỗi cặp loa trợ lời. Bát của nó là bát 12. Nhưng ngược lại thì cái độ khủng của những dòng này thì nó sẽ đẳng cấp hơn nó bố rất là nhiều. Đây các bác thấy rõ từ hệ thống phân tần, bông sợi tiêu âm, vỏ nhựa đúc nguyên khối. Hôm nay thì được sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Trở kháng 6 ohm, công suất maximum 160W. Vỏ nhựa đúc nguyên khối, đây là cầu loa. Cặp loa trợ lời thì có phần trung âm cực kỳ là sắc bén, trung âm và giải cao, thì đây là những cặp loa trả lời cho các bác rất là tốt để các bác ghép trên những cái bộ âm thanh của nhà mình. Loa là zin tuyệt đối, JVC là một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật, và những dòng loa này thì các bác biết rồi, những dòng loa karaoke mà của hãng Victor thì toàn bộ cái phần kết cấu củ loa nội thất nó rất là khủng, củ vàng óng, 500 kép mà các bác thấy rõ so cái củ loa với cái phần mặt nó to bằng nhau luôn. Đấy. Cặp này thì cũng chỉ có mức giá là 1.600.000 đồng. Loa đẹp, vỏ lưới sắt, sơn mạ tĩnh điện. Đấy, đây là vỏ zin luôn, màu chất đẹp. Loa rất là nặng nha, vì cái thiết kế củ loa các bác thấy rõ củ loa rất là to, trong cộng vào cái hệ thống vân tần nó lớn nên cái độ chịu tải loa tốt, công suất 160W, chịu tải rất là tốt này. Các bác có thể là nghe riêng một cặp loa này cũng được, nếu như các bác nghe hòa tấu không lời hoặc nghe những bản nhạc guitar. Còn nếu các bác có thể hỗ trợ lắp thêm vào những cái bộ nghe nhạc để trợ lời thì tiếng nó rất là tốt. Cặp loa đang có mức giá là 1.600.000 đồng, rẻ bằng cặp Ramsa hôm qua thôi. Nên các bác nào có nhu cầu cũng như cần chơi những cặp loa chất lượng thì alo số đỉnh. Duy nhất chỉ có một cặp, đấy, củ loa to bằng mặt, giá là 1.600.000 đồng. Đây là những sản phẩm của số đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi trưa ngày hôm nay để phục vụ cho các bác. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.